Thưa quý vị, phương pháp phẫu thuật LASIK được dùng phổ biến để chữa bệnh cận viễn hay loạn thị. Và đây là phương pháp phẫu thuật dùng dao cắt vi phẫu tạo một vạt giác mạc mỏng. Sau đó, vạt giác mạc này được lật lên, tia laser sẽ tác dụng trong nhu mô của giác mạc để điều trị các tật khúc xạ. Và biến chứng từ phương pháp này chủ yếu là do công đoạn cắt vạt giác mạc. Và nay thì điều này đã được khắc phục bằng phương pháp tiên tiến lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam, có tên là ứng dụng công nghệ femtosecond laser trong phẫu thuật LASIK đường mổ nhỏ. Phóng sự được thực hiện tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây mổ truyền thống LASIK sử dụng dao cơ học, về lâu dài có nguy cơ gây ra quang sai, chói, khó nhìn về đêm và kéo dài tình trạng khô mắt cho bệnh nhân. Nay với phương pháp phẫu thuật RelaxMind, các bác sĩ sẽ dùng laser femtosecond để phẫu thuật chỉnh tật khúc xạ. Tức là phẫu thuật này không có vạt giác mạc với một cái đường mổ rất là nhỏ, khoảng độ 3 đến 4 ly thôi. Chính vì như vậy thì cái khả năng bị chấn thương cũng giảm xuống tối thiểu, khả năng nhiễm trùng cũng gần như là không có. Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở y khoa thứ 50 trên toàn cầu và là nơi đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp RelaxMind trong phẫu thuật mắt. Chúng tôi đã có 2 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật bằng phương pháp này. Kết quả, chất lượng thị giác sau mổ tốt hơn nhiều và tỷ lệ tái cận cũng thấp hơn phương pháp mổ thông thường, nhất là cho những người cận thị nặng. Phản hồi từ phía bệnh nhân rất tốt, đặc biệt là sự phục hồi rất nhanh. Phẫu thuật RelaxMind không chỉ giảm thiểu tối đa biến chứng sau mổ mà còn giúp tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân.